như là nước Việt Nam chúng ta, thì một trong số những mối đe dọa nữa đó chính là tình trạng nhiễm lao. Theo các báo cáo trong nước thì hàng năm số người mới mắc lao tại Việt Nam lên đến 180.000 người và con số tử vong là 29.000 người. Đặc wow. biệt là với tình trạng nhiễm HIVS đang ngày càng tăng cao thì người ta thấy một trong số những nguyên nhân tử vong hàng đầu ở những đối tượng nhiễm HIVS không ai ngoài khác cũng chính là vi khuẩn lao. Do đó chúng ta cũng cần hết sức thận trọng đối với loại vi khuẩn này, đặc biệt là lao đang quay trở lại với xu hướng ngày càng nguy hiểm hơn. Kính thưa quý vị, với chủ đề 5 mối đe dọa sức khỏe hàng đầu, trong phần này chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu đến quý vị một trong số những mối nguy hại nữa đến từ một loại vi khuẩn có từ rất lâu. Con người chúng ta đã phát hiện những loại vi khuẩn này trên xác ướp Ai Cập và cách đây 50 năm người ta tưởng chừng là đã có thể kiểm soát được căn bệnh này. Thế nhưng mối nguy hại này đang quay trở lại, đặc biệt là với những khuynh hướng đang phản kháng lại chúng ta ngày càng nguy hiểm hơn nữa. Vậy thì bây giờ chúng ta phải làm gì? Đây cũng là một vấn đề mà thiết nghĩ chúng ta cần phải quan tâm nhiều hơn. Đó chính là một loại vi khuẩn mang tên là tuberculosis, tức là vi khuẩn bệnh lao. Đặc biệt là lao thì lao thường thì đã sợ, bây giờ đã xuất hiện những dòng vi khuẩn lao kháng thuốc hoặc là lao siêu kháng thuốc nữa thì càng nguy hiểm hơn, phải không ạ? Lao kháng thuốc có nghĩa là không có thuốc nào trị được nó. Theo như đồng nghĩa như là bác sĩ Phước vừa nói, như vậy thì đúng là thật là sợ khi mà biết được một bệnh, biết được để có thể chữa mà lại không có thuốc chữa thì đúng, rất là nguy hiểm. Bác sĩ Đạt có ý kiến gì không ạ? Lao kháng thuốc thì người ta nói là lao đa kháng thuốc. Thì một cái phác đồ điều trị lao thì bao giờ cũng là nhiều thứ thuốc điều trị, chứ không bao giờ là một cái kháng sinh để điều trị lao. Thành ra có thể là nó kháng nhiều thứ thuốc trong đó thì ta kêu là đa kháng thuốc. Còn tới vấn đề là tới tiếp theo là lao siêu kháng thuốc thì nó sẽ là kháng ngoài những cái phác đồ điều trị lao cơ bản, thì những ngay cả kháng thuốc mà được điều trị mà lao đa kháng thuốc á, mình đã bổ sung vô rồi mà nó còn kháng nữa thì như vậy mức độ nguy hiểm cực kỳ còn nặng hơn rất là nhiều. Và để mà chúng ta thấy rõ ràng đây là một trong số những loại vi khuẩn vô cùng nguy hiểm thì chúng ta hãy điểm qua về cái con số thiệt mạng mỗi ngày mà chúng ta phải hứng chịu do cái loại vi khuẩn này gây nên, lên đến 5.000 người chết trong mỗi ngày. Nói về mặt dịch tế học á, thì có thể người ta nói là như 3 người bình thường thì có thể có 1 người có thể đã bị nhiễm lao thường rồi. Dạ, cái bệnh lao này thì nó cũng rất là dễ lây lan trong cộng đồng. Ví dụ như ở trong một cái cộng đồng có một người bị lao thì những cái người xung quanh rất dễ bị lây. Bởi vì chúng ta thấy rằng là đây là một loại vi khuẩn truyền nhiễm và lây truyền qua đường không khí và đi vào hệ hô hấp của chúng ta. Như bác sĩ Ngoan nói là khi mà một người bị như vậy những người khác lây, nhưng mà nếu mà lây ngay cái loại cái con vi trùng mà nó kháng đa thuốc như vậy thì những chứng tỏ là cái người bên cạnh đó cũng sẽ không có thể chữa được. Nếu như chúng ta đang nói đến những đại dịch, những mối đe dọa thì người ta ước tính rằng nếu như mình không kiểm soát được cái đại dịch mà lao này thì không những là chỉ ảnh hưởng đến các nước đang phát triển mà người ta ước tính trong vòng 10 năm tới đại dịch này có thể lan đến những nước phát triển. Do đó để hiểu rõ hơn về vấn đề này thì chúng tôi xin được mời tất cả quý vị và các bạn cùng gặp gỡ tiến sĩ bác sĩ Phan Thượng Đạt, trưởng khoa lao kháng thuốc bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. Xin được trân trọng giới thiệu. Chào bác sĩ Đạt. Dạ, anh ngồi. Chào bác sĩ Phước, chào bác sĩ Ngọc Anh, chào bác sĩ Lê và bác sĩ Đạt. Kính chào quý khán giả đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Xin cảm ơn, đầu tiên thì rất cảm ơn anh đã dành thời gian đã đến với tham dự chương trình. Và chương trình của chúng ta đang nói về một trong số những mối nguy hại đe dọa đến sức khỏe con người hàng đầu. Trong số đó thì lao đang xuất hiện với khuynh hướng nguy hiểm là lao kháng thuốc. Về mặt vi trùng học á, về mặt sinh học á, cái con vi trùng lao kháng thuốc nó khác cái con vi trùng thường. Là vi trùng lao kháng thuốc thì nó có khả năng nó đột biến về gen để nó tạo ra tính kháng thuốc cho con vi trùng đó. Ví dụ như nó đột biến những cái gen khác nhau á, thì nó sẽ gây ra những cái kháng các cái loại thuốc khác nhau. Ví dụ như là nó đột biến cái gen mà RBOB đó thì nó sẽ kháng với thuốc rifampicin.
hoặc là nó kháng, nếu là nó đột biến về cái gen INHA đó, hoặc là gen CAG đó, thì nó kháng với lại thuốc INHA. Thì như chúng ta biết đó, là các thuốc rifampin và thuốc INHA là hai cái thuốc mà có thể nói là thuốc chủ lực trong vấn đề điều trị bệnh lao. Mà bây giờ nếu mà vi khuẩn mà kháng hai cái thuốc này đó, thì nó tạo ra một cái thể rất là nguy hiểm, nó gọi là lao kháng đa thuốc. Như vậy thì tại sao có lao kháng thuốc? Lao kháng thuốc là có thể nói là do chúng ta tạo ra, tức là lao kháng thuốc là do con người tạo nên. Thì chúng ta đây là ai? Chúng ta thì có thể là bệnh nhân mà cũng có thể là thầy thuốc. Nhưng mà quan trọng nhất là cái phía bệnh nhân. Thì bệnh nhân á, thì cái nguyên nhân hàng đầu nó gây ra kháng thuốc đó là bệnh nhân thông thường là bệnh nhân hay chủ quan bỏ trị. Vì khi mà mình điều trị vào khoảng 1-2 tháng đó, thì các cái thuốc lao bắt đầu có tác dụng đó, thì người bệnh cảm thấy khỏe hơn. Thì bắt đầu người ta lúc đó người ta nghĩ người ta hết bệnh rồi. Người ta vì một cái công việc đi làm ăn xa hay là những công việc khác, vì người ta nghĩ là người ta hết bệnh, thành ra người ta là bỏ điều trị giữa chừng. Cái đó nó rất là nguy hiểm. Thì cái bỏ điều trị giữa chừng này á, thì cũng có nguyên nhân chính á, là cũng là do người bệnh. Nhưng mà cũng một phần nó cũng có, nói đúng ra một phần nó cũng có của nhân viên y tế. Tức là nhân viên y tế mình phải giáo dục người bệnh, giải thích cho họ biết là cái việc điều trị lao bây giờ là thời gian nó kéo dài lắm, khoảng 8 tháng chứ không phải là nó ngắn như 1-2 tháng như họ nghĩ. Đó, rồi mình phải động viên, rồi khi mà bệnh nhân bỏ trị như vậy là nhân viên y tế cũng phải có nhiệm vụ là phải tìm người bệnh để mà gọi họ vào để tiếp tục điều trị. Qua đài truyền hình thì tôi cũng xin khuyên các bệnh nhân lao đó, thứ nhất là phải uống thuốc đầy đủ theo sự hướng dẫn của bác sĩ. Mình không nên tự ngưng thuốc giữa chừng, hoặc là có những bệnh nhân tự nhiên là uống thuốc này nhưng mà bỏ thuốc kia, hoặc là uống không có sự đúng sự hướng dẫn của bác sĩ. Ví dụ như các cái thuốc lao hàng thứ nhất đó, tức là thuốc lao điều trị thuốc, bệnh nhân lao thường đó, là nguyên tắc bắt buộc là phải uống lúc bụng đói. Nhưng mà nhiều khi người ta không hiểu, hay là một lý do nào đó người ta là uống lúc bụng no. Thì khi mà uống lúc bụng no đó, thì cái nồng độ thuốc trong máu nó sẽ giảm rất nhiều. Có thuốc nó giảm tới 50%, có thuốc thì giảm 30%. Thành ra khi mà cái nồng độ thuốc trong máu mà nó giảm đó, thì đó là cái cơ hội, có thể nói là cơ hội vàng để cho cái vi trùng lao nó tạo ra hiện tượng kháng thuốc. Vâng. Và số lượng bệnh nhân mà khoa lao kháng thuốc của bệnh viện Phạm Ngọc Thạch đang quản lý là bao nhiêu ạ? Thực ra thì bệnh viện Phạm Ngọc Thạch thì cũng đã bắt đầu nghiên cứu về điều trị lao kháng thuốc từ năm 2005. Thì cho đến hiện nay đó, thì cái khoa lao kháng thuốc tụi tôi đó là đang quản lý vừa nội trú và ngoại trú đó, và khoảng 800 trường hợp bệnh nhân lao kháng đa thuốc. Vấn đề điều trị mà lao kháng đa thuốc đó thì nó đòi hỏi cái thời gian còn phải dài hơn. Nghe nói lao thường là đã 8 tháng là chúng ta đã thấy mệt mỏi rồi. Nhưng mà điều trị lao kháng đa thuốc đó, người ta điều trị cái thời gian tối thiểu phải là 19 tháng. Có những trường hợp chúng tôi phải kéo dài ra đến 24 tháng. Thời gian nó rất là dài. Trong trường hợp nãy giờ mình đang nói vấn đề về chuyện về kháng thuốc. Thế thì trước khi mà để bị lây nhiễm kháng thuốc đó, thì xin bác sĩ Đạt nói rõ hơn là cái cách lây nhiễm của một người đã bị mà lây cho những người khác như thế nào, để qua đó những người xung quanh khi có người thân bị, người ta có những cái biện pháp để đề phòng. Vâng. Thì cái như các bạn biết á, là bệnh lao là nó lây qua đường không khí. Thành ra là trong không khí có những cái chỗ mà nhiều khi mình không có thể biết là trong đó nó có vi trùng lao hay không. Tuy nhiên người ta cũng biết như thế này, tức là khi mà bệnh nhân mà có vi trùng lao đó, người ta sẽ lây khi nào? Thứ nhất là ho, thứ hai là hắt xì. Thì có khi nói chuyện cũng gây ra cái tình trạng lây nữa, nhưng mà cái mà khi mà ho và hắt xì đó thì nó sẽ tạo ra một cái luồng khí rất là mạnh. Nó đẩy từ trong phổi của người bệnh đi ra ngoài, thì trong đó nó có những hạt sương mù mà trong nó chứa nhiều vi trùng trong đó mà trong mắt thường mình không thấy được. Đấy, thì bởi vì cái lời khuyên đó, thì tôi thấy là khi mà bệnh nhân mà mắc bệnh lao đó, thì thứ nhất là mình thường xuyên mang khẩu trang để mình hạn chế cái việc mà lây nhiễm cho người khác. Yeah. Đấy. Và đặc biệt là khi mà bệnh nhân ho hay là hắt xì đó, thì cố gắng mình lấy cái khăn tay hay là cái loại giấy
thì mình có thể mình che miệng xong rồi sau đó để mình cản cái luồng không khí bên trong nó ra, thì sau đó mình bỏ vô cái ấy vệ sinh thì nó sẽ tốt hơn. Chứ nếu không là đó là những cái tình huống mà người bệnh lây lan cao nhất đấy, là khi mà ho và hắt xì. Nhưng mà như bác Đạt vừa nói đó, là khi đã biết cái bệnh nhân đó bị rồi thì mình làm những động tác đó, nhưng vẫn có những gia đình là tại sao có một người bị mà những người xung quanh người ta vẫn có một khoảng thời gian tiếp xúc trước khi cái bệnh nhân nó phát hiện là bị lao, nhưng mà những người kia hoàn toàn là vô hại. Như vậy thì như thế nào mà họ được vô hại như vậy? Chứ đúng ra nếu nguyên tắc mà đã lây nhiễm như vậy thì gia đình đó phải bị đầu tiên và bị hết cả nhà. Thì đứng về góc độ lây nhiễm thì đương nhiên như bác sĩ Lê nói là đúng rồi đấy. Tức là trước khi người ta phát hiện ra bệnh đấy thì người ta đã lây cho một số người khác. Do vậy mà cái nhân viên y tế của mình, bác sĩ của mình rất là quan trọng. Mình phải chẩn đoán bệnh sớm, mình chẩn đoán bệnh sớm để mình điều trị cái người bệnh đó sớm. Thì cái nguồn lây mình sẽ cắt đứt cái nguồn lây sớm. Tức là cái thời gian mà người ta phóng thích ra vi trùng nó sẽ ngắn đi. Nó sẽ làm lại việc giảm cái lây lan trong cộng đồng. Và đặc biệt nó có một cái như thế này, vì cái con vi trùng lao nó rất là hay, khi mà nó rất là khôn ngoan, khi mà số lượng đông á, thì cái xác suất mà để nó đột biến trong tự nhiên nó thay kháng thuốc thì nó lại cao hơn. Do vậy á, là cái người bác sĩ á, nhân viên y tế mình á, là phải điều trị sớm cho họ để giảm cái nồng độ cái nồng độ vi trùng trong đàm đó, thì càng giảm càng nhanh càng tốt. Thì tránh thứ nhất là để điều trị lành bệnh, một mặt nữa là mình giảm đi cái tình trạng kháng thuốc của cái con vi trùng lao đó. Đúng rồi, là cái BK dương chuyển thành BK âm càng sớm càng tốt, đúng không? Thế tôi muốn hỏi rõ thưa anh Đạt là thế này, nếu như khi phát hiện một người mà bị lao đó thì trong gia đình có phải đi làm kiểm tra hết toàn bộ hay không? Và cái thứ hai nữa là nếu như một người bị lao cùng đang sống chung trong gia đình và được theo dõi sát và điều trị thì khoảng thời gian bao lâu họ có thể cùng ngồi ăn chung trong một cái mâm của gia đình? Về mặt nguyên tắc đó, nếu như chúng ta có điều kiện thì tất cả các người thân trong gia đình đó mắc lao là phải nên đi kiểm tra. Kiểm tra, nhưng mà đặc biệt nếu như trường hợp mà trong những người thân đó mà có những người mà có ho khạc thì những người đó bắt buộc phải đi, tại vì đó cái khả năng là bị lây nhiễm nó cao lắm. Và chúng ta biết là lao cũng là một trong số những bệnh truyền nhiễm, vậy cách phòng ngừa tốt nhất của lao là gì? Phòng ngừa thì giống như bác sĩ Đạt hôm nay nói thì mình chủ yếu là làm tạo sức khỏe tốt, hai là tránh để lây nhiễm từ những người xung quanh, đó là vi trùng lao có thể thông qua đường hô hấp, thì tốt nhất là đeo khẩu trang. Đặc biệt là khi chúng ta có phải chích ngừa có thể yên tâm không, đối với những người mà đã chích khi trong gia đình có người lao nhưng mà những người xung quanh đã được chích ngừa thì như vậy có yên tâm khi tiếp xúc với những người bị lao không? Về cái vaccine đó thì trước đây chúng ta hay thường nói là vaccine BCR đó. BCR thì một số các nghiên cứu trên thế giới người ta thấy rằng cái BCR đó, nó chỉ có tác dụng là nó ngăn ngừa những cái thể lao nặng, ví dụ như lao màng não và lao kê ở trẻ em. Còn các vaccine mà phòng ngừa lao cho người lớn đó thì hiện nay trên thế giới đó người ta cũng đương nghiên cứu dữ lắm. Nó có khoảng 15 loại là đang nghiên cứu, nhưng mà có điều nó cũng nằm trong cái giai đoạn là phase 2 và phase 3 của cái nghiên cứu lâm sàng, chứ còn chưa có một vaccine nào mà phòng ngừa lao một triệt để mà áp dụng trong cái đại trà thì chưa có. Như vậy một cách phòng ngừa tốt nhất đối với lại lao là bản thân chúng ta nâng cao sức đề kháng của cơ thể, biết cách tự phòng ngừa mình lây nhiễm. Rồi. Nói chung là bản thân cái người bệnh phải biết tự phòng ngừa cho người khác. Đúng rồi, phải ý thức để mà tránh lây nhiễm cho cộng đồng của mình. Còn riêng đối với vấn đề là chúng ta phải làm sao để chặn đứng đại dịch lao kháng thuốc thì chúng ta cần phải giáo dục cho bệnh nhân nhiều hơn về vấn đề tuân thủ cái chế độ điều trị phải đầy đủ, chứ còn không thì vô tình chúng ta giống như là tập tạ cho vi khuẩn, đúng không ạ? Tức là vi khuẩn sẽ khỏe hơn sau một đợt điều trị nữa và quay trở lại thì biến đổi gen, đến khi đó thì chúng ta sẽ càng làm cho vấn đề trở nên phức tạp hơn. Nhưng mà vấn đề là nãy giờ mình nói là bệnh lao, rồi cách bệnh lao kháng thuốc, rồi phòng ngừa. Nhưng mà tôi nghĩ chắc quý vị khán giả cũng muốn tìm hiểu là làm thế nào để mình phát hiện bệnh lao sớm để mình đi khám. Ngoài cái chuyện là ho là mới đi khám thì có những triệu chứng chung chung rất là chung chung khác
thì bác sĩ Đạt có thể cung cấp cho quý vị khán giả biết để mình biết phát hiện sớm không? Cái triệu chứng mà thường xuyên nhất của bệnh lao đó là có ho khạc, có đàm trên 2 tuần lễ. Thì cái triệu chứng này nếu như các bạn mà ho có đàm trên 2 tuần lễ thì nên đi khám bệnh. Thì cũng chưa chắc là mình đã bị bệnh lao nhưng mà nên đi khám bệnh. Triệu chứng thứ hai đó là triệu chứng về sốt về chiều. Thì cái triệu chứng này nó tương đối là nó đặc hiệu á, tức là khi mà về chiều thì cảm thấy như ớn lạnh hay là sốt nhẹ. Triệu chứng thứ ba đó là triệu chứng có thể là bệnh nhân có đau ngực. Nhưng mà đau ngực này nó cũng hơi khác với cái đau ngực bên tim mạch. Bên tim mạch đó là đau phải là như cái cơn gì nó quặn thắt trái tim mình lại, thời gian nó ngắn thôi. Còn đau trong lao phổi đó thì nó đau âm ỉ nhưng mà nó thời gian nó kéo dài. Đó thì hoặc là bây giờ hoặc là có những triệu chứng ví dụ như sụt cân, ăn uống kém đó, thì đó là hoặc là ho ra máu đấy, thì đó là những cái triệu chứng mà mình cần phải đi khám bệnh ngay để mình phát hiện ra. Thì như bác sĩ Phước lúc nãy có đề cập đó, làm thế nào để chúng ta ngăn ngừa cái đại dịch mà lao kháng thuốc đó, thì thứ nhất về đứng về phương diện về nhân viên y tế đó, thì chúng ta phải chẩn đoán bệnh sớm để mình điều trị sớm cho người bệnh. Thì như là lúc nãy tôi nói đó, khi mình điều trị sớm đó thì cái lượng vi trùng nó sẽ giảm đi, nó sẽ giảm đi càng nhiều càng tốt. Chứ mà nếu mà mình để mình chẩn đoán trễ thì khi mà số lượng vi trùng cứ 20 giờ thì vi trùng nó lại nhân lên một lần. Wow. Tức là từ 1 con thành 2 con. Thì chúng ta thử tưởng tượng là trong vòng 1 tháng thôi thì nó cái tần suất nó lên rất là cao. Yeah. Do vậy mà số lượng mà vi trùng càng đông á thì cái khả năng đột biến về kháng thuốc, cái xác suất để mà nó gây ra kháng thuốc là càng cao. Đó. Do vậy mà cái nhân viên y tế, cái quan trọng của nhân viên y tế là chúng ta phải chẩn đoán sớm để mình điều trị sớm cho người bệnh. Thứ hai là mình cũng phải điều trị cho đúng thuốc, đúng liều, đúng lượng. Thì cũng có thứ ba nữa là mình phải giáo dục người bệnh, phải khuyến khích động viên họ để họ theo dõi điều trị với mình cho một cách liên tục, chứ không người ta bỏ trị dưới chừng thì cái nó cũng dễ gây ra kháng thuốc. Thực sự mà nói là vấn đề không biết là bên bác Đạt có thống kê như thế nào hay không, nhưng mà khi hai vợ chồng mà một người bị bệnh lao thì hồi sinh viên á, thì nhớ ít khi nào mà hai vợ chồng cùng bị một lúc. Như vậy thì khi mà xin lỗi là một người bị lao như vậy thì khi người ta hôn nhau ta có phải đeo khẩu trang không? Hoặc là như vậy thì một trong hai người bị lao á, thì khi điều trị thì người ta uống bao nhiêu lâu, thì uống thuốc bao nhiêu lâu đầy đủ và theo dõi sát thì người ta có thể hôn nhau được. Thực sự ra cái câu hỏi của bác Lê cũng rất là thực tế và cũng rất là khó. Tại vì nó còn liên quan đến vấn đề xã hội nữa đó. Thành ra là như bác Lê nói là khi nào chúng ta có thể là hôn nhau được. Ví dụ chẳng hạn thì trong cái bệnh lao đó, người ta thấy là thông thường á, nếu mà bệnh lao mà thường á, nó đáp ứng với thuốc á, thì trong vòng 1-2 tháng là đã có thể là đàm nó âm tính. Tuy nhiên mình cũng phải cẩn thận, đàm nó âm tính chưa hẳn là vi trùng nó hết sạch. Thông thường như trong điều trị mà lao kháng thuốc của tụi tôi đó, hay là lao thường đó, thì người ta khuyên ít nhất là mình phải đàm mà nó âm tính, mà khi mà cấy nó âm tính đó trên 6 tháng thì bắt đầu mình có thể mình tiếp xúc được. Còn nói chung lại các cái thời gian còn lại thì mình cũng cố gắng là mình hạn chế thôi, mình chịu đựng, mình hạn chế. Tại vì tại sao mà có câu hỏi đó là như thế này, khi mà một người bị bệnh lao thì cái đó không có gì là mới, người ta biết cái chuyện lao và ngay bản thân cái người bệnh nhân đó người ta rất là tự ti và người ta rất là ngại tiếp xúc. Thì cái người mà gần gũi với mình nhất là cái người vợ hoặc là người chồng, nhưng mà người đó là vì tình cảm, vì tình yêu thương, họ không sợ lây ví dụ, nên họ muốn để giải tỏa bớt, để an ủi bớt cho người bên kia. Do đó là chắc chắn là không bao giờ họ đeo khẩu trang mà hôn cả. Thành ra khi đây muốn nói hỏi lên bác Đạt để đưa ra như vậy, thì nếu cố gắng đè nén trong một khoảng thời gian mà kết quả tốt nhất là trên 6 tháng thì như vậy thì những người còn lại người ta sẽ rất là yên tâm hơn và cảm thấy dễ chịu hơn. Rất là cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Phan Thuyền Đạt.